thì chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ của Bitcoin trên sàn Binance thì các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thì giá Bitcoin lại phá cái định cũ lập đỉnh mới. Hôm qua đó là ngày 19 tây tháng 12, hôm nay là chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 20 tây tháng 12 khoảng chừng là 12 giờ trưa thì tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin với các bạn. Trước chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin đi thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin ngày hôm qua đó đạt đỉnh mới là 24.169, dựa theo giá trên sàn của Binance. Đây là biểu đồ đến giờ, thì chúng ta thấy được là ngày hôm qua là một ngày cũng rất là đặc biệt, tại vì các bạn thấy là ngày hôm qua đó chúng ta có một cái thông tin mà thường chia sẻ không những là ngày hôm qua mà trước đó nữa cũng có nhiều tin đồn đó chính là cái thông tin liên quan tới dự luật crypto của hoa kỳ trên chân bản đó đây là một cái dự luật mà không thể xem là tốt được đây là một cái dự luật mà cái sức ảnh hưởng nó cũng như là nếu như nó là xấu đó thì cũng không có xấu như là nhiều người đồn đại nhưng mà thật ra đây không phải là một cái dự luật tốt các bạn thấy được là chúng ta đã nói chi tiết hơn trong cái video 870 nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem để hiểu rõ hơn về cái dự luật này nhưng mà mặc dù chúng ta có thông tin là dự luật này là có thể là trở thành luật nhưng mà các bạn thấy là giá của Bitcoin ngày hôm qua hầu như không quan tâm đến mà lại còn đạt cái đỉnh mới và bây giờ là các bạn thấy một lần nữa lại muốn trở về cái mức là 24.000 đô 23.951 lúc mình làm video này thì các bạn thấy được rất rõ ràng là Bitcoin trên cái đường tăng trưởng và cái lực đang rất là mạnh ở thời điểm bây giờ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuần capital được những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram và nếu như bạn là một trader bạn muốn tìm hiểu những cái thông tin liên quan tới những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital hay là bạn đang tìm hiểu một số dịch vụ liên quan hệ crypto này thì bấm vào cái link phía dưới để bạn tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital như là được giảm phí giao dịch và được hưởng ưu đãi bonus khi mà sign up vân vân thông tin sẽ nằm phía dưới cái video này thì hai ngày hôm nay đó Thuận không có thời gian để em làm nhiều video chia sẻ chi tiết về tình hình của thị trường với các bạn Tại vì Thuận bận thi một cái chứng chỉ cũng khá là quan trọng trong thị trường tài chính Đó là chứng chỉ CRCM được cấp bởi American Bankers Association Nghĩa là Hiệp hội ngân hàng của hoa kỳ thì những mà nào mà ở trong thị trường tài chính của biết là cacm là một cái chứng chỉ quản lý rủi ro tài chính pháp lý đây là một trong những cái chứng chỉ mà thường cũng đã muốn có từ rất lâu tại vì thường làm việc ở trong ngành tài chính tại hoa kỳ bản thân thượng là đang giữ bàn thạc sĩ tài chính nhưng mà cái chứng chỉ này sẽ giúp đỡ cho thượng có một cái nhìn sâu hơn về quản lý rủi ro tài chính của một công ty như thế nào và đó là lý do tại sao mà hai ngày hôm nay thường không có nhiều thời gian để làm video nhưng mà Thuận cũng đã thành công lấy được chiến chỉ này bây giờ chúng ta sẽ tập trung nói tới thêm nhiều chi tiết liên quan đến tình hình của thị trường và các bạn nhìn vào cái tình hình của nến ngày đi bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào nến ngày đó thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được là chúng ta là một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy, bảy ngày tám ngày chín ngày chín ngày liên tục Bitcoin đều là một màu xanh thì các bạn thấy được là cái nến thì bây giờ là cái nến mà chúng ta đang nhìn ở trên màn hình đó đây là cái nến của ngày hôm nay đương nhiên chưa có đóng lại nhưng mà các bạn thấy được là nếu chúng ta không tính cái nến của ngày hôm nay tại vì chúng ta không biết là sẽ đóng ngày hôm nay là lên hay xuống nhưng mà các bạn thấy là trước đó là 8 ngày liên tục 8 ngày liên tục là một màu xanh thì trong lịch sử Bitcoin các bạn thấy được là nếu như chúng ta nói tới 8-9 ngày liên tục mà màu xanh thì không có bao nhiêu lần cho nên các bạn thấy được là trong thời điểm bây giờ là Bitcoin đang trong cái tình hình gọi là price recovery có nghĩa là đang tìm kiếm cái giá mới là bao nhiêu trước khi mà có điều chỉnh chúng ta vẫn chưa thấy cuộc điều chỉnh nào và chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến ngày thì bạn thấy được cái đường màu đỏ này đó chính là cái đường MA20 có nghĩa là cái đường trung bình giá 20 ngày qua thì trên căn bản các bạn thấy được là đây là một cái đường mà Bitcoin rất là tôn trọng trong con đường lên hay đường đi xuống các bạn thấy được là nếu như mà Bitcoin trên đường màu đỏ này thường đường màu đỏ sẽ trở thành một cái dùng hỗ trợ nếu như mà chúng ta thấy bitcoin dưới cái đường màu đỏ này sẽ trở thành một cái dùng cản trở như là các bạn thấy uh, trong lịch sử của bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là bitcoin đang tăng rất là mạnh và trong cái thời điểm này thì trên căn bản các bạn không thể nào mà dùng ta như là dùng technical analysis như là phân tích kỹ thuật đó để mà coi coi là cái mức kế tiếp sẽ là bao nhiêu các bạn thấy được là chúng ta rất khó đoán tại vì bitcoin chưa bao giờ ở trên cái mức này cho nên chúng ta không có lịch sử của quá khứ để mà cho chúng ta biết được là giá sẽ hoạt động như thế nào nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhìn vào một số những cái tài liệu on chain cũng như là một số những cái suy nghĩ cá nhân của thượng không muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình giá cả của bitcoin trong thời gian tới sẽ như thế nào và các bạn thấy được là nhiều người bây giờ thì có một cái suy nghĩ là Bitcoin có bao giờ không trở về dưới 20.000 đô hay là không Thì để Thuần chia sẻ các nghiệm cá nhân của Thuần thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin bây giờ đó là chúng ta tính luôn cái mức cao nhất của ngày hôm qua đi Thì mức cao nhất của ngày hôm qua đó là khoảng 24.170 như Thuần đã chia sẻ với các bạn Thì chúng ta tính cái mức đó mà chúng ta đi trở xuống tới cái mức là 20.000 đô đi Thì các bạn thấy được là Bitcoin chỉ cần rơi đó là 17.000 22% nghĩa là khoảng chừng 18% đó thì bitcoin đã dưới 20.000 đô rồi thì câu hỏi bây giờ đó là bitcoin khi mà điều chỉnh đó, có điều chỉnh trên 18% hay không nếu như mà chúng ta nghĩ là bitcoin sẽ điều chỉnh ở cái mức này có nghĩa là tạm thời bitcoin sẽ không thể lên tới 25.000 đô thì ở cái mức này đó bitcoin điều chỉnh 18% thì sẽ dưới 20.000 đô cho nên cơ hội cũng còn rất là cao nếu như chúng ta thấy cái sự điều chỉnh bây giờ và thường đó các bạn sẽ thấy được là Bitcoin điều chỉnh đó, nếu như gọi là một cuộc điều chỉnh thật sự thì sự điều chỉnh cũng là khá sâu mặc dù là Bitcoin đang trên cái đà tăng trưởng như là chúng ta nhìn vào một cái tài liệu đi tài liệu này đó là được chia sẻ ở trên medium.com tài liệu này được chia sẻ hồi tháng 8 năm 2019 đó, thì cái mà thường muốn các bạn lưu ý đến để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được đây là cái danh sách của Bitcoin điều chỉnh trong vòng nhiều năm qua thì các bạn thấy được là ngay cả lúc mà chúng ta thấy Bitcoin tăng trưởng của năm 2017 đó có rất nhiều đợt Bitcoin điều chỉnh rất là sâu như là tháng 9 tới tháng 10 của năm 2017 đó thời điểm đó là Bitcoin đang tăng trưởng mạnh nhưng mà vẫn bị điều chỉnh là trừ 33 phần trăm gần như là 34% như các bạn thấy trên màn hình. À, chúng ta nhìn vào hồi tháng 3 tới tháng 4 đó thì điều chỉnh là trừ 27%. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những đợt điều chỉnh của năm 2017 đó thì có rất nhiều đợt điều chỉnh rất là sâu mặc dù là chúng ta đang trên cái đà tăng trưởng của năm đó. Nhưng mà các bạn thấy được là trên căn bản đó thì điều chỉnh đó, thường thấy được là nếu chúng ta không tính những đợt điều chỉnh lớn như là năm 2010 đó các bạn thấy được là bitcoin thì điều chỉnh tới 50% nhưng mà thật ra những thời điểm như là 2010, à, 2013 khi bitcoin điều chỉnh 41% hay là 70% đó thì những cái đợt điều chỉnh này đó là những cái đợt uh, điều chỉnh mà chúng ta sẽ khó thấy trong cái uh, tình hình bây giờ tại vì lúc mà năm 2000 10 mười 13 ra thị trường rất là nhỏ cho nên bây giờ ra thị trường dao động nếu như nói một cuộc điều chỉnh trong cái thời gian tăng trưởng đó thì các bạn thấy được là cái median nghĩa là cái số chung đó là khoảng xuống 35% đây là một cuộc điều chỉnh tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy nếu như mà chúng ta thấy bịt không điều chỉnh đi xuống thì 35% là một cái con số mà chúng ta cũng thường hay thấy như là các bạn thấy được là hồi tháng 6 đến tháng 8 năm 2017 đó là xuống 35% và khi các bạn nhìn vào những cái phần trăm điều chỉnh mà 83% đó đây là cái mùa đông crypto chứ không phải là cái cuộc điều chỉnh trong cái xu hướng đi lên các bạn thấy được đây chính là cuộc điều chỉnh hồi ngày 10 6 tại tháng 12 năm 17 cho đến ngày 6 tháng 8 năm 2019 chín thì đây là mùa đông của crypto chúng ta nói tới những đợt điều chỉnh trên cái xu hướng đi lên mà thôi là thường thấy là khoảng chừng là 35 phần trăm median là 35 phần trăm nghĩa là cái số chung là 35 thì là một con số mà chúng ta có thể là thấy xảy ra thì nếu như mà chúng ta nhìn vào tình hình của giá nếu như mà các bạn nghĩ đó là Bitcoin sẽ ở cái mức này và không thể lên hơn được tạm thời là sẽ dừng ở mức này. thì nếu chúng ta thấy một cuộc điều chỉnh xảy ra ở cái mức cao của ngày hôm qua đó mà xuống 35%, thì các bạn có thể đưa là chúng ta sẽ thấy bitcoin đi xuống khoảng chừng là cái mức là khoảng 15.600 đô. đây là một cái mức giá mà có thể xảy ra nếu như mà chúng ta thấy cuộc điều chỉnh từ bây giờ xuống 35%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể có cơ hội mua Bitcoin dưới giá 20.000 đô. Thuận thường không nghĩ là Bitcoin sẽ không bao giờ trở lại 20.000 đô. Một ngày nào đó có thể đi là sự thật tại vì các bạn nhìn vào năm 2017 đi và những đợt tăng trưởng trước đó đó. Khi mà Bitcoin thật sự đập phá cái đỉnh cũ đó thì chúng ta nhìn vào năm 2017 à, và chúng ta sẽ xem cái bảng giá của Coinbase tại vì cái lịch sử nó sẽ dài hơn thì ở trên Coinbase chúng ta nhìn vào năm 2017 đó khi mà Bitcoin phá cái đỉnh cũ đó là chúng ta thấy là khoảng chừng là 1.150 đô thì các bạn thấy được là lúc đó, đó thì sau khi mà phá rồi đó thì Bitcoin thực sự là không chở gì đỉnh cũ nữa nhưng mà phải tốn dài lần như các bạn cũng đã biết là năm 2017 đó là phải tốn tới 5 lần để mà phá cái đỉnh cũ của năm 2013 trước đó thì sau đó sau năm lần thì Bitcoin đã thực sự không bao giờ trở lại cái mức của đỉnh cũ là 1.150 nữa Nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ đó thì Bitcoin đã phá đến cua đầu tư mới Nhưng mà chúng ta vẫn còn trong cái phạm vi là có thể bị điều chỉnh xuống còn cái mức là dưới 20.000 đô Cho nên cơ hội đó là vẫn còn ở cái thời điểm bây giờ cho nên chúng ta thấy là một ngày nào đó Bitcoin có thể là sẽ không bao giờ trở lại 20.000 đô nữa Nhưng mà trong cái tình hình bây giờ thì vẫn còn là có thể Thì câu hỏi kế tiếp đó là Bitcoin có bao giờ trở lại dưới 10.000 đô hay là không Chúng ta có còn cơ hội để mà có thể mua được Bitcoin ở cái mức là dưới 10.000 đô hay là không Thì đây là một trong những cái câu hỏi mà tôi nghĩ là nhiều bạn rất quan tâm Tại vì các bạn thấy được là chúng ta đã có nhiều lần nói là Bitcoin sẽ không trở về 10.000 đô nữa Nhưng mà đã nhiều lần Bitcoin đều trở về 10.000 đô thì cái đợt này Bitcoin có cơ hội trở về dưới 10.000 đô hay là không Chúng ta còn cơ hội đó hay không Trước khi mà Bitcoin tăng trưởng các bạn có còn mua được Bitcoin dưới năm con số hay là không Thì chúng ta hãy nhìn vào cái giá cao của ngày hôm qua đi Ở trên sàn Coinbase thì cái giá cao ngày hôm qua là 24.187 Thì nếu như mà các bạn nói là Bitcoin điều chỉnh dưới 10.000 đô đó Lấy cái con số cao đó là của ngày hôm qua mà chúng ta nói điều chỉnh xuống dưới 10.000 đô đó Thì các bạn thấy được là nếu điều chỉnh dưới 10.000 đô nghĩa là 9.999 đi Thì các bạn thấy được là Bitcoin đó phải điều chỉnh 58% 58% từ cái đỉnh của ngày hôm qua Thì chúng ta mới thấy Bitcoin là dưới 10.000 đô một lần nữa Nghĩa là khoảng 9.997 Thì các bạn thấy được là điều đó chỉ có thể xảy ra Đối với Thuận đó, điều đó chỉ có thể xảy ra Nếu như mà chúng ta nghĩ là cái đỉnh của ngày hôm qua đó đã là cái đỉnh của đợt tăng trưởng này Có nghĩa là Bitcoin sẽ đi vào một mùa đông kế tiếp À, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự điều chỉnh là 58,6% Tại vì trên căn bản nó nhìn vào quá khứ đó Các bạn có thấy được là Bitcoin không có điều chỉnh sâu như vậy trong cái đợt tăng trưởng Chúng ta nhìn vào cái bảng mới đây đi thì các bạn thấy được là Bitcoin Trong cái mùa tăng trưởng nó điều chỉnh chỉ khoảng chừng là 35% mà thôi Chứ không có điều chỉnh lên tới 50 mấy phần trăm như vậy Cho nên nếu như mà nói Bitcoin xuống dưới 10.000 đô Thì điều đó chỉ có thể xảy ra đối với bản thân thuận Khi mà chúng ta nghĩ là cái đỉnh ngày hôm qua là đỉnh của đợt tăng trưởng này mà thuận không phải như vậy thuận nghĩ là chúng ta chỉ đang trong mùa tăng trưởng mà thôi thì đối với thuận chúng ta có thể là còn khoảng chừng một năm trong cái mùa tăng trưởng này và cái giá cái này được 24.000 thì rất là khiêm tốn đối với nhiều người nhiều người bây giờ chuẩn đoán là giá Bitcoin có thể lên tới 50.000 và 100.000 là những con số mà rất thường được đưa ra nhưng mà có rất nhiều người bây giờ lại nói là Bitcoin có thể lên tới là 300.000 400.000 vân vân Chúng ta chỉ có thể là xem xét từng ngày và thường cố gắng chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn liên quan đến tình hình uh, của giá cả của Bitcoin. Thì đây là cái câu trả lời của Thượng liên quan đến chúng ta có thấy Bitcoin xuống dưới 20.000 đô nữa không? Thì nếu như mà điều chỉnh cái mức này thì hoàn toàn là có thể. Chúng ta có thấy Bitcoin xuống dưới 10.000 đô hay không? Thì câu trả lời là ngoại trừ. Các bạn nghĩ là chúng ta sẽ không tăng nữa. Đây là cái thời kỳ đỉnh của đợt tăng trưởng này và sẽ đi xuống từ đây thì điều đó mới có thể xảy ra.